Đây là muốn rút nữa nha. Ôi. Khô. Rút còn nhiều không? Còn ít rồi. Còn được. Ủa mày rút sao khô mà làm kiểu gì ướt vậy? Đây mình ngâm nước rồi, rửa qua nước. À nó nở rút lên nè. Ồ, đó bọn vô ơi. Rồi con làm món này con làm mê luôn nha. Ồ, rút. Ê, em làm đừng có cay để xíu anh đem cho con cu con anh ăn với nha. Rồi, không cay luôn. Cái này nó không ăn cơm á. Anh nhỏ ưng món này lắm. Nhỏ hả nó cũng mê món này lắm. Đào lên. Đây là cái mỡ nãy mình hán thịt nha. À mỡ thịt. Đó anh em nào mà đã nhận rút rồi anh em làm theo kiểu đây ăn cơm nha. Ăn cho mấy em nhỏ ăn cũng ưng ăn. Chua chua, chua ngọt ngọt mặn mặn đây ăn hết cơm. Cái đây mình nghĩ nếu mà muốn thèm canh thì xách bao miếng lư leo rồi tao tao chút rút để nấu. Cái này nấu canh lư leo ngon lắm. Lắm. Bầu đi. Đi đâu lấy rút phải nấu canh bầu rồi chứ nấu lư leo ăn cũng càng ngon. Như tao chú nghĩ lư leo ăn cũng ngon. Chung nấu canh gì ăn cũng ngon hết. Ta lư leo này. Hết bà. Bánh ngọt kìa. Ngọt. Đi rồi. Dạ. Ôi, bà. Có ngay. Ôi giời. Chị nhờ chú. Chị nhờ số của chú. Dạ nghe. Món này con em nó ngàn lắm anh ăn thử ngon. Đi lên. Thử ra. À, gì vậy? Ngon. Cái nào? Ôi trời. Ngọt vị vị rút. Thơm vị tỏi. Ôi giời ơi. Nóng thì nè. Hương vị mềm dĩ rất là thơm tuyệt vời. Nhai đậm đậm chúng ta. Đậm đậm chúng ta. Chân gà review anh hả review không chẳng năm. Ngon thiệt đó. Ngon rất luôn. Món ăn nhậu là xuất sắc luôn. Ngon đi ăn. Ê lấy cái gì á mất hái cho con chuột chè vậy nè. Hãy đi bưng đưa chạy về cho nó luôn. Rút mềm. Mở ra một chỗ phân vừa 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 tắt. Không khâu lắm. Đi bà. Còn ngon. Anh ăn hơi ngọt á. Mấy nhỏ hơi ngọt chứ. Mấy nhỏ thì ưng ăn á. Hơi ngọt chứ. Không vô là cái rút nó có vị mặn rồi. Là mình thấy ngọt 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 xíu. Bữa nào em làm món gì mà như làm món nhậu á. Anh em về làm rút bắp xoài. Bắp xoài được không? Bắp xoài được không? Vậy mà cái món này mà ăn kiểu mà không ngon. Ê, cái món ăn kiểu mà em rang xong em bỏ cho mắm ngọt ăn cũng ngon, ăn nhanh. Đây bỏ cho mấy bạn ăn cơm thì bà nữa. Mắm cơm mặn luôn. Mặn luôn. Tôi ăn vậy á. Vậy á. Nhúng rang xong rồi nhúng vô mắm mắm rang khô đúng không? Rang xong nhúng vô mắm ăn với cơm. Biết bè cơm đã luôn. Ô. Như vậy á. Món này đưa hàng của con ăn nó ăn chắc ăn hết nồi cơm luôn. Anh những nghiền có khô đủ nghiền không? Anh em ơi, tranh thủ đi, còn mấy bị rút anh em bập lên anh em ơi. Nửa cái rút là ăn lâu á.